Thưa ngài, xin ngài hãy giúp chúng tôi. Gia đình tôi chỉ còn mỗi đứa con này. Xin ngài hãy rủ lòng thương chủ lấy nó đi. Xin bà đừng làm khó người khác nữa. Tôi đâu có không chữa cho con gái bà. Tôi còn kê đơn thuốc cho nó nữa. Chỉ là bà không có tiền mua thuốc thôi. Không lẽ bà muốn tôi bỏ tiền túi để chữa bệnh cho người khác sao? Người phụ nữ cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Bà ấy biết Lang Y đừng nói đúng, nhưng tay cầm tờ đơn thuốc mỏng manh lại không có đủ tiền để mua thuốc. Thưa thầy, chỉ cần ngài cứu con tôi, dù phải làm trâu ngựa cho ngài, chúng tôi cũng chịu. Tôi chỉ còn hơn 100 đồng tiền này thôi. Tôi thực sự không có thêm tiền nữa. Xin ngài cứu nó. Đã không có tiền, cứ ép Lang Y Đường thì có ích gì chứ? Dù cho bị bệnh, cũng đâu phải do Lang Y Đường gây ra. Thế này chẳng phải là muốn dùng thuốc không công sao? Giao Giao đi tới, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện của Kỳ Trường Như, nên không dành giúp người khác. Tôi muốn mua cỏ hỏa liệt. Là cô à? Chẳng phải cô là cô gái lần trước rõ ràng lấy nhân sân ra, nhưng lại không chịu bán, còn châm chọc họ một trận đó sao? Cô không phải có rất nhiều dược liệu sao? Sao lại chạy đến tiệm chúng tôi mua thuốc? Chẳng lẽ lại đến dạy tôi nhận thuốc à? Tôi khuyên cô đừng phí công vô ích. Mau đi đi, chúng tôi không bán thuốc cho cô đâu. Vì lần trước đã đem nhân sân thượng hạ bày ra trước mặt họ rồi, kết quả lại nói một câu không bán, chỉ là để cho các người mở mang kiến thức thôi. Chỉ vì chuyện đó mà thằng nhóc phụ việc có khi nửa đêm tỉnh dậy còn phải chửi một câu cô gái đó chắc là có bệnh. Dù sao chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy bực mình. Khuôn mặt này dù có hóa thành cho cũng nhận ra được. Sao thế, tiệm thuốc nhà các người mở ở đây chẳng lẽ không cho người ta mua thuốc nữa à? Có khách hàng mà không làm, người khác mua thuốc thì được, cô thì không. Lang Y Đường bên kia rõ ràng cũng thấy tình hình bên này, nhưng lại làm như không thấy gì, tiếp tục cúi đầu xem sách y của mình. Ông ta cũng nhớ cô gái này lần trước cố tình đến xỉ nhục ông ta, nên mặc kệ thái độ vô lễ của thằng nhóc tiểu liệu, có vẻ như đã kết thù với nha. Tuy trong không gian của cô thực sự đã trồng một số dược liệu, đều là hái từ trên núi xuống, nhưng không phải tất cả dược liệu trên thế giới đều tập trung trên một ngọn núi. Núi sau làm đào hà, đâu phải cái gì cũng mọc được. Ví dụ như cỏ hỏa liệt cô cần lần này chỉ mọc ở vùng ven sa mạc có khí hậu nóng hơn, có tác dụng cực tốt trong việc đuổi hàn độc. Dược liệu khác tuy có thể thay thế, nhưng hiệu quả không bằng cỏ hỏa liệt. Tôi mới biết, tiệm thuốc mở ra mà lại không cho người ta mua thuốc. Người ta mở tiệm thuốc để cứu người, còn các người mở tiệm thuốc, ngoài việc kiếm tiền, lại như thể muốn người khác chết vậy. Tiểu cô nương với nhân phẩm của cô cũng đáng để người nhà cô bị bệnh. Thằng nhóc phụ việc này tuổi còn nhỏ, nhưng nói ra cả lời độc địa. Giao Giao lấy con dao mổ trong tay ra, khoa tay một cái vào cổ thằng nhóc. Đã vậy thì, một mét người giờ bẩn như thế, cũng đáng để ta giết chết phải không? Lang Y Đường vừa nãy còn thản nhiên, bỗng sắc mặt biến đổi, vứt cuốn sách trong tay, bước nhanh lại gần, lạnh giọng nói: Cô nương này, tiệm bách thảo đường này là nhà tôi mở, nhà tôi muốn bán cho ai thì bán cho người đó, làm gì có chuyện ép mua ép bán, bắt người ta phải bán đồ cho cô. Thầy ơi, cứu con với cứu con, người phụ nữ này là đồ điên, đã là người hành nghề y thì phải xứng đáng với thân phận của mình chứ. Nói ra những lời như vậy thật là làm ông ấy đạo đức nghề y. Sao, ông là trẻ mồ côi à? Nếu thằng nhóc yêu tinh này vừa rồi không nói ra những lời đó, cô ấy cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Tuy cô ấy học thú y, nhưng cũng đã thuộc lòng đại y tinh thành, dù có thù với đối phương, cũng không đến mức nguyền rủa người không liên quan. Cô nương nói vậy là có ý gì? Thuốc trong tiệm này cũng là tôi bỏ tiền mua về, tôi muốn dùng thế nào, muốn bán cho ai, ai mà quản được chứ? Huống chi lần trước cô nương đến đây chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Lần này sao lại phải làm khó lão già này? Lang Y Đường nhờ đến cây nhân sâm thượng hạng đã bỏ lỡ lần trước, nên có chút đau lòng. Cô nương này lần trước đến tiệm thuốc của tôi, chẳng phải rất lợi hại sao? Được, nhà ngươi đã có thái độ như vậy, chữa bệnh cứu người đối với ngươi chỉ là phương tiện kiếm tiền, chẳng có chút kính trọng nào, vậy ta cũng không cần nói gì nữa. Tiếp Lang Y Đường một cái khinh miệt, trong ánh mắt mang theo một tia chế giễu. Đi đường bình an, không tiễn. Giao Giao trở về nhà, dù không có cỏ hỏa liệt sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc, nhưng cũng thay đổi đơn thuốc, hơi nóng bốc lên. Tam ca, sau này chỉ cần mỗi ngày kiên trì ngâm chân bằng thảo dược, hàn khí trong chân anh sẽ được đẩy ra, không cần phải mổ nữa. Cái gì? Em dâu, trước đây em còn định mổ cho nhà. Anh nhất định sẽ kiên trì ngâm chân, mỗi lần trời gió mưa, nhiệt độ giảm xuống, chân anh ấy như bị kim châm vậy. Nhưng lại sợ mẹ biết rồi lo lắng, nên chỉ Trường Như luôn chịu đựng. Lần này thực sự là đang làm việc trên mái nhà, đau đến mức không chịu nổi nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn lên núi săn bắn, đi bắt thú về cho mẹ ăn. Chúng ta bây giờ sống trong thành, người đông mắt nhiều, nếu con và A Tam muốn ra ngoài săn bắn, nhất định phải chú ý, đừng để người khác phát hiện. Nếu bị phát hiện thì mau chóng về nhà, hoặc là tìm chỗ trốn, để A Tam về tìm ta, ta sẽ đi đón con. Vâng, mẹ tốt quá, mẹ muốn ăn gì con đều bắt về cho mẹ. Gần đây nhà mình ăn thịt ít hơn, là vì lúc này chưa có tủ lạnh, thịt tươi thực sự khó bảo quản. Nhưng cái cách và A Tam dù sao cũng là động vật ăn thịt, vẫn có sự khác biệt, con nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Mẹ yên tâm, con sẽ đợi trời tối mới ra ngoài. Thái Cách dù sao cũng là động vật họ Mèo, Giao Giao cũng không lo cậu ấy sẽ không nhìn rõ vào ban đêm. Thái Cách vui vẻ bước đi kiểu mèo chạy ra ngoài, chia sẻ tin tức tốt này với A Tam. Tôi mỗi ngày đều ra ngoài săn mồi, những người đó dù có nhìn thấy cũng không bắt được tôi. Đại Bàng chẳng lẽ còn đáng sợ hơn một con hổ lớn sao? Nếu bị người ta phát hiện, thiết định sẽ giết Thái Cách đầu tiên đấy. Ăn xong bữa tối, trời đã tối, Thái Cách liền dọn dẹp ra khỏi cửa sau. A Tam và Tiểu Tứ theo sát phía sau,
Chân của Tam ca thực sự không có vấn đề gì lớn, chỉ là hàn khí nhập xương. Em còn thiếu vài vị thuốc, đợi thu thập đủ hết dùng để nấu nước ngâm chân sẽ khỏi nhanh hơn nữa. Cần những dược liệu nào? Nếu ở đây không mua được, ngày mai anh sẽ đi huyện thành phủ thành mua. Phu quân, em có một ý này, nói cho anh nghe trước được không? Em nói đi. Em nghĩ rằng đất nhà mình cũng đã bán rồi, chỉ dựa vào anh và nhị ca xào chết khách, cùng với chị dâu làm theo thùa cũng chẳng kiếm được mấy đồng, chỉ ngồi ăn hết của cải cũng không phải cách. Em định mở một y quán, anh thấy thế nào? Anh xem, em biết nhận thuốc lại biết trồng thuốc, dù cho khám bệnh cho người còn kém một chút, cũng có thể khám cho động vật kiếm ít tiền. Hơn nữa, mở tiệm thu mua dược liệu cũng không phải lo lắng về việc thiếu thuốc chữa bệnh cho Tam ca. Thực ra anh cũng đừng quá lo lắng về bệnh của Tam ca, nếu chữa vào mùa hè, thậm chí còn không cần truyền thuốc như vậy. Chỉ là bây giờ thời tiết lạnh, có thể phải tốn thêm chút củi đựng nước, thêm vài vị thuốc là được. Y thuật của Giao Giao, nhà họ Kỳ từ lâu đã tin tưởng sâu sắc, chỉ có Kỳ Trường Như ban đầu không muốn để Giao Giao chữa, cũng không phải không tin vào y thuật của cô ấy, chỉ là sợ bị mổ xẻ nên có chút e ngại. Anh không lo lắng về điều đó, em nói có thể chữa khỏi thì chắc chắn không vấn đề gì. Anh tin em, chỉ là về việc mở quán, trong nhà mình chưa ai từng làm việc này. Đây, chuyện này anh yên tâm, cứ giao cho em. Giao Giao đổ hết tiền trong túi mình ra, đặt lên bàn, ngoài 2 lạng bạc còn lại đều là những đồng tiền đồng lẻ. Trông rất ít ỏi. Muốn dùng số tiền này để mở phòng khám, thật sự là chuyện không tưởng. Em không tham lớn, số tiền này chắc chắn không đủ để thuê cửa hàng, nên em định đi ra trước cửa Bách Thảo Đường bày hàng rong. Cô đã kết thủ với lương tử của Bách Thảo Đường. Hôm nay người Bách Thảo Đường không chịu bán thuốc cho cô, thì cô sẽ đi giành khách của Bách Thảo Đường. Đến đây, xem ai có ý thật cao hơn. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.